Sao? Sao bà Thún? Mới đi con đoạn đường mà bà Thún nhớ con dừa rồi, gọi cho con dừa bà con có bán. Sao? Cha đang ở Phú Quốc nè. Cha đang ở đây xin cho mở nãy đại con lấy một con tấm đèn cho. Cha đang quay phim chùm nổ á. Quay phim chùm nổ hả? Có đâu. Chưa mốt chùm nổ phải có trà sữa đóng mới được. Mình gần tới Bảo Lộc. Về về. Mắc kính gì đâu, cha đâu có mắc kính đâu. Bắp nãy cha gái chải cho cha giờ nó sụt, nó tuột xuống rồi. Hả? Gái ăn cơm chưa? Nãy con ăn cháo à. Giỏi hả? Anh hai đâu rồi? Tối nay ngủ ngoan nha không? Ngủ ngoan nha, không có thức khuya. Thức khuya là bị mẹ đánh đòn nha không? Cha dặn nè, ở nhà mẹ có đánh đòn thì nhớ gọi phone cho cha liền nha. Không, cho mẹ đánh luôn đi. Cho mẹ đánh luôn hả? Đánh, trời ơi, đánh gái tôi sao da thịt nào chịu nổi. Con ở dưới đây nha, cho cha họ nói chuyện nha. Cái gì? Để điện thoại đó sao nói chuyện, để. Trời ơi, quay ngược thấy cái cầm nọng kìa. Trời ơi, nọng. Nói chuyện một xíu đi, cha đang làm, cha đang đến đây là chuối, cha phải tới đây, cha phải làm một cái khai báo thông tin, người ta mới cho qua. Thì người ta hỏi là phải khai báo thông tin á, người ta mới cho qua. Mà bây giờ người, mày ta cho qua cái đèo rồi mới lên Đà Lạt được. Đúng rồi, mà người ta hỏi á chứ cha có phải là cha của trà sữa không? Hả? Cô hỏi cha chứ cha có phải là cha của trà sữa không? Nếu mà đúng cha của trà sữa thì mới cho qua đi làm việc, còn không phải cha trà sữa thì thôi không cho qua. Vậy con vô con nói chuyện với cô giùm cha nha. Dạ được. Được không? Được rồi. Vậy cha lấy điện thoại cho con nói chuyện với cô, con nói làm sao? Cô gì? À đây là cô Bảy. Thôi. Cô Bảy nói cô Bảy cho cha con qua, cha con đi làm. Được không? Nói chuyện một xíu đi, cha chạy từ Sài Gòn về tới đây cha chưa có nghỉ luôn á. Còn nghỉ một xíu rồi cha làm khai báo xong cha chạy tiếp. Mẹ học tâm hả? Vậy? Nhớ cha chưa? Đi à? Sao đi đâu vậy? Cha có món quà này đẹp lắm nè, xuất sắc luôn nè. Hả? Nè coi này nha, một món quà rất là bất ngờ nè. Nè, nó mắt đây nè. Ồ, đố sữa là cái gì đây? Mãi ba cha. Hả? Mãi ba. Sữa nhớ cha không? Nhớ. Nhớ nhiều không? Nhớ cái quà nhớ. Thứ gì đó. Nhớ nhiều không? Mãi ba. Từ từ nè, đón đi. Được. Thấy không? một món quà không phải kẹo đâu, không phải kẹo đâu, nè ừ đã chưa con chuột. Cái gì con đón cái gì, cái gì con đón ở đây, cái gì ạ? Hả gái ơi, trời hung mẹ dữ vậy. Có quà nữa này sữa. Dạ. Nè. Quà. Cái này cho ai? Cho sữa. Yeah. Được rồi. Được không? Cái này cũng khô mai. Nè quà của cha nè. Má mắt to mà nhìn thật kỹ nha. Má mắt to đó. Đừng bất ngờ nha. Đâu có gì đâu, chỉ là chai nước rửa tay thôi á. Nhưng nó là một cái món quà mà cha dành tặng cho con. Chỉ là rửa nước tay thôi.
Đợi cha đi, có một món quà nữa nè. Đây. Đợi cha nha. Đây, tên tên tên. Tầm bậy nè, có món quà này nè, hấp dẫn nè nè. Sao phải giấu sữa nè? Hộp quà, hộp quà hả? Milo rồi nó biết Milo. À còn quà nữa nè. À cái cục quà nó mới giữ nè. À đó thấy chưa? Quà này chạy được nè. Làm kỹ nha. Mở đây coi vậy. Quà gì vậy? Cái cục sạc. Đi cái cục sạc vô phòng. Còn quà nữa nha. Nè, món quà này mới giữ nè. Nhắm mắt đi. Rồi mở mắt ra. Đẹp không? Ủa, món quà gì mà hộp đẹp không? Cái hộp đựng đồ chơi rất là đẹp. Vậy hả? Không thích ta gì cái món quà khác ha. Đây. Món quà này đảm bảo con thích nè. Không gian hả? Cái này món quà của mùa dịch nè, rất là tốt nè. Vậy hả? Không được hả? Đúng không? Để cho lấy quà tôi tặng luôn nha. Hả? Rồi nắm mắt lại đi. Rồi nè, mở ra từ từ. Thấy chưa? Gì vậy? Ai báo kèm vậy? Mình đậu đây đâu sao đâu. Cái gì ạ? Nè. Bạn cho bị yếu rồi. Ủa dạ, thấy chưa? Chỉ là chai nước thôi. Chai nước thôi à? Không thích hả? Chỉ là chai nước thôi à? Ăn màu đi. Chứ giờ muốn cái gì? Muốn tặng gì? Nè, có món quà này rất là đặc biệt nè. Nhắm mắt đi. Rồi, nhắm mắt đi, nhắm mắt. Có món quà tuyệt vời. Rồi, mở mắt ra đi. Nè. Cái gì vậy? Chiếc dép. Hả? Nè. Nè. Chứ cái gì? Chứ sữa muốn gì? Hả? Giận hả? Giận hả? Thôi xin lỗi. Rồi để cho kiếm quà nữa nha. Anh hai đâu rồi? Thôi chưa tạm biệt. Hả? Nói chuyện xíu nữa đi. Ờ, nhắm mắt đi. Đã có món quà này tuyệt vời luôn nè. Rồi nhắm mắt ra mở tay nè. Chích lựu đạn nè. Chích lựu đạn là quăng sữa nè.
cái gì? Có rồi con có quà gì không? Con lấy con giới thiệu cho cha đi. Sữa có quà gì không? Hả? Rồi sữa lấy quà đi. Rồi cha nhắm mắt lại. Rồi. Có chưa? Rồi. Cái gì vậy? Món quà gì? Ô, Corovid. Đẹp quá ta. Xoay đây, còn món quà nào nữa không? À, con chào ông bà cô chú đi, nãy giờ cho con quay clip đó. Con chào ông bà cô chú nè. Sữa ơi. Lo xoay lưu biết rồi. Sữa ơi. Sữa ơi. Chào mà cô chú ơi. Có nghe cha nói không? Con nghe cha cũng vô bên. Thì chào mà cô chú ơi, không nghe hả? Xoay là tập trung xoay không vậy? Con đã xong rồi. Giỏi quá, chào mà cô chú nè. Nghe không? Nghe chưa hả? Alo. Con giỏi cho rồi nè. Giỏi. Để con niêm cá nữa cha. Ờ. Tối con ngủ đâu? Tối con ngủ. Tối con với anh hai với con ngủ chơi với mẹ ngủ chơi. Vậy hả? Rồi cha ngủ đâu? Cha hay ngủ đâu? Cha ngủ dưới. Ngủ dưới đâu? Dưới tầng giường hả? Tầng giường hả? Giường tầng hả? Nhưng mà cha đi mấy bữa cha mới về? Yeah, con dạ, con đã xong rồi. Ồ, xuất sắc. Ôi, có hay mà cô bác. Đó, người ta làm có một màu, một màu mà sẽ sửa làm một mặt có quá nhiều màu luôn. Mặc áo đẹp quá ha. Giờ cha chuẩn bị đi tiếp á nha. Nếu mà cha tới nơi còn sớm thì gọi điện nói chuyện ha. Còn trễ quá cha sửa ngủ nghe không? Để con giải thêm phút này cho cha xem nè. Ờ giải đi. Nhà ngoan ngoãn nha, nhớ học bài của cô, trả bài cho cô chưa? Dạ rồi. Ờ. Bài gì anh ơi, cô dạy bài gì? À xong rồi. Hả? Mới đi con đoạn mà nhớ quá gọi rồi. Bà nhớ vừa bà gọi rồi, nãy bà giả bộ. Con giải xong rồi. Con giải xong rồi. Rồi xuất sắc. Bữa nay con làm bài gì? Cô dạy, cô đưa con bài gì làm vậy? Nhìn mẹ kìa. Dạ. Trời ơi, cái mặt con tràn màn hình luôn kìa. Nhớ lát gọi điện. Nhớ ở nhà gọi điện cho bà nội với gọi điện cô ba nói chuyện nha. Hoặc là thăm bí ba nha. Nhớ gọi điện cho bà nội nói chuyện nha. Rồi đi về ăn nho hay sao chơi ăn ở ăn dâu hay sao cho nó sẽ mua dâu. Rồi, dạ. Con giải xong rồi. Rồi giải xong rồi, hay quá. Con giỏi quá trời luôn á. Xuất sắc thiệt. Giờ đi để cha dẫn con đi mua đồ chơi nha. Ok, mốt đi Đà Lạt không? Trà sữa đi Đà Lạt cũng lần hồi đó nó 4 năm tháng tuổi à. Mất trà sữa đi Đà Lạt không? Dạ, con dạ. Giải cho con nữa không nè? Dạ. Con giải cho con cục đô bé trên này nè nè. Dạ, giỏi. Thôi bây giờ cha tranh thủ cho đi nha, để tối rồi trông thấy đường chạy xe. Đúng được không? Đi con xoay cục đô bé này nữa đi. Ờ, xoay đi. Wow, xuất sắc quá. Ờ, con làm ảo thuật nha cha. Ờ, con có nhiều trò quá à. Có thể làm ảo thuật luôn. Ông bà la cái gì? Nhắm mắt ha. Rồi. Mắt luôn. Rồi.
Rồi. Xong chưa? Wow. Cái gì? Ô hay quá vậy. Ở sao mà siêu ảo thuật hay quá vậy? À. Con bao mấy bạn đi đi chơi nữa rồi. Mất ra hết giờ chơi cho dẫn con đi chơi nha. Đi chơi đâu? Con giả xong rồi. Giỏi, con muốn đi chơi đâu nè? Con giả hết phút bài nữa đi. Ờ giãn cái nó đi rồi cho đi đi, đi chạy xe. Ta đi là lạc cũng nhiều ghê. Ờ giỏi cái đó bụng quá trời luôn rồi. Giờ cho nhắm mắt lại đi. Rồi mất luôn, mất luôn chồng. Ủa mất luôn rồi hay vậy? Ở trong cái gỗ sao đắt nè. Sao hay vậy, sao bỏ đâu được nó hay vậy? Đi. Wow, ở bên ba mình chơi hả? Dạ đúng. Anh hai đâu rồi? À, nãy trà sữa chưa có chào ông bà cô chú kìa, chào đi. Chào mẹ. Chào ông bà cô chú kìa. Không nghe hả? Anh hai. Này kìa, này chào ông bà cô chú. Đâu hết rồi. Anh hai đang học bài. Anh hai ơi, chào ông bà cô chú anh hai ơi. Anh hai học bài thôi, để anh hai học bài. Tạm biệt cha. Tạm biệt ông bà cô chú luôn. Rồi chúc bà cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Trời con tắt nha. Ok. Bye bye. Giờ hay thiệt chứ. Tắt điện thoại luôn. Tắt đi. Tắt chưa? Rồi. Cho chạy nha. Tới tối tôi cho gọi. Bye bye. Tắt đi. Tắt được chưa? Tắt được chưa? Đã tắt ha. Bye bye. Rồi tắt là tự tắt rồi. Giờ nít giờ nó hay lắm. Giờ nít giờ nó hay, nó ghê, nó xài điện thoại rồi làm lắm. À, Khương Dừa đang ở đèo Chuối. Đó là con cô bác thân mến. À, hôm nay Khương Dừa đang đi lên trên là Đà Lạt để tham gia cái phim của Hồ Bích Trâm á. Đi nói tới đây con gái nó nhớ nó gọi ở nhà tôi nhìn chui vô cái tổ này vậy khùng rồi chứ. Rồi đến đây đóng chắc cũng phải 7-8 ngày gì đó, 6-7 ngày gì chưa biết được nữa. Nói chung là đi từ 4 tay cho tới 13 tay nó xong rồi về cái Khương Dừa chuẩn bị phim Trùm Nổ của Khương Dừa thì thôi giờ Khương Dừa đi ha, để tập trung mình lái xe cho